Nhìn chung, với vị trí sát quận 1 và tiếp giáp khu vực quận 7, kết hợp cùng với các quy hoạch cơ sở hạ tầng giao thông quan trọng của thành phố Hồ Chí Minh, cư dân của quận 4 rất dễ dàng để di chuyển sang các khu vực của lân cận. Đây cũng chính là một trong những yếu tố nền tảng cực kỳ quan trọng thúc đẩy thị trường bất động sản quận 4 phát triển và gia tăng về mặt giá trị. Sau đây là một vài lời khuyên đến từ bất động sản.com.vn. Nếu như bạn muốn mua nhà để ở tại thành phố Hồ Chí Minh thì quận 4 là một sự lựa chọn lý tưởng. Bạn chỉ cần mất vài phút để di chuyển sang các khu vực quận 1, quận 3, quận 5, quận 7 qua các cây cầu Khánh Hội, Khamet, cầu Ông Lãnh, cầu Nguyễn Văn Cừ, cầu Tân Thuận, vân vân. Vì quận 4 có số lượng chung cư đã bàn giao là rất lớn và đủ mọi phân khúc giá, bạn có thể lựa chọn mua chuyển nhượng lại các căn hộ chung cư mới được bàn giao tầm 5 năm đổ lại như loạt chung cư phân khúc trung và cao cấp dọc trục đường Bến Vân Đồn, đường Hoàng Diệu và gần cầu Tân Thuận. Giá đa dạng từ 48 đến 81 triệu đồng một mét vuông. Nếu ngân sách thấp hơn, bạn có thể lựa chọn các chung cư cũ như chung cư H3 Hoàng Diệu tầm 36 đến 40 triệu đồng một mét vuông, chung cư Khánh Hội 1 từ 36 đến 44 triệu đồng một mét vuông, Khánh Hội 2 từ 38 đến 47 triệu đồng một mét vuông, Khánh Hội 3 từ 40 đến 46 triệu đồng một mét vuông. Tuy nhiên, bạn cũng cần phải lưu ý về vấn đề sổ hồng tại các dự án này đã có hay chưa. Dành cho những bạn muốn mua nhà dự án, tức là mua trực tiếp từ chủ đầu tư và thanh toán tiền theo tiến độ, thì hiện nay trên quận 4 chỉ có duy nhất một sự lựa chọn, đó chính là dự án De La Son đến từ chủ đầu tư Capital Land. Bạn có thể tham khảo các thông tin mới nhất về dự án này trên website bất động sản.com.vn. Đối với nhà riêng, nhà phố, trong tầm tài chính từ 6 đến 10 tỷ, chúng ta có thể sở hữu được một căn diện tích khoảng từ 30 đến 50 mét vuông. Đặc điểm của nhà phố tại khu vực quận 4 thì thường khá nhỏ và hẹp. Tuy nhiên, điểm cộng là chúng ta hoàn toàn rất dễ dàng và nhanh chóng di chuyển bằng xe máy đến các khu vực tiện ích như là điện, đường, chợ, trường học, bệnh viện, vân vân. Đối với những ai muốn đầu tư mua đi bán lại nhà phố tại quận 4 thì đây là một trong những cơ hội rất tốt để chúng ta có thể sở hữu được những bất động sản giá rẻ hơn so với trước đây. Vì ở thời điểm này, khi chờ đợi các quy hoạch giao thông được hình thành trong khoảng 3 đến 5 năm nữa, với loại hình nhà phố, mức tăng giá khá hấp dẫn. Tuy nhiên bạn cần có tài chính mạnh, còn ở loại hình chung cư thì giá rẻ hơn và mức tăng giá cũng ít hơn, nhưng đây sẽ là mức đầu tư sinh lời an toàn cho những người mới tham gia thị trường bất động sản tại quận 4. Khi cầu Thủ Thiêm 3 hoàn thành và đường Nguyễn Tất Thành được mở rộng thì có thể giá sẽ tăng nhiều hơn. Đối với những ai muốn đầu tư để cho thuê thì quận 4 là một trong những điểm sáng nhất của thành phố Hồ Chí Minh khi nhu cầu đi thuê rất cao và giao dịch ở trên thị trường rất sôi động. Quận 4 sát trung tâm quận 1 nên cộng đồng trí thức sinh sống tại đây cũng khá nhiều. Tuy nhiên, giá bất động sản quận 4 mềm hơn so với quận 1 và quận 7. Có thể thấy, nhu cầu thuê nhà ở quận 4 chủ yếu là những nhân viên văn phòng, quản lý cấp cao người Việt Nam có thu nhập tốt hoặc những người nước ngoài đang sinh sống và làm việc trên địa bàn quận 4, quận 1. Một kênh tiếp thị hiệu quả khác đó chính là bạn có thể đăng tin lên các website đăng tin bất động sản với lượng truy cập cực kỳ lớn, trong đó có thể kể đến là bất động sản.com.vn. Thứ hai là bạn có thể tận dụng được sức mạnh của mạng xã hội Facebook và các diễn đàn để chúng ta có thể kết nối được với cộng đồng chuyên gia người nước ngoài đang sinh sống tại quận 4. Và cuối cùng, đó chính là chúng ta có thể tận dụng được các mối quan hệ từ bạn bè, người thân, đồng nghiệp. Với những phương án này, bạn có thể tìm được khách thuê uy tín, tránh tình trạng lừa đảo và tiết kiệm được khá nhiều chi phí. Vừa rồi, chúng tôi đã cập nhật những thông tin mới nhất về thị trường bất động sản quận 4, thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi hy vọng rằng những nội dung trong video lần này đã giúp cho các bạn có thêm một nguồn thông tin đáng tin cậy để có thể tìm hiểu đầu tư và mua ở phù hợp với nguồn tài chính của mỗi cá nhân. Để tìm hiểu thêm về thị trường bất động sản quận 4 cũng như cập nhật các thông tin về dự án mới nhất tại khu vực này, hãy truy cập vào website bất động sản.com.vn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.